Như vậy là trận bán kết môn bóng chuyền nam giữa Thái Lan và Việt Nam chuẩn bị bắt đầu. Thái Lan sẽ là đội phát bóng trước. Một pha chắn bóng tốt của các cầu thủ Việt Nam. Điều đó đã khiến cho tay đập của Thái Lan đã đánh không qua lưới. Bây giờ sẽ là cú phát bóng của Quản Trọng Nghĩa. Cú phát bóng rất mạnh của Quản Trọng Nghĩa. Và đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam. Và tiếp tục là điểm cho các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang nhập cuộc khá tốt trước các cầu thủ Thái Lan. Tỷ số là 2-0. Và bây giờ là điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Thái Lan. Một cú đập rất mạnh của số 10 bên phía Thái Lan, Chantazon. Không đưa. Cú đập ra ngoài của số 18 về phía Việt Nam. Tỷ số được cân bằng 2-2. Không được. Và chắn tốt của cầu thủ Thái Lan. Và ngay sau đó là cú đập xuyên tay chắn của số 3 bên phía Thái Lan. Số 13 phía Thái Lan vừa rồi đã giúp cho Thái Lan dẫn trước 3-2. Số 10 Chantazon sẽ phát bóng. Một pha chắn đôi rất tốt của số 12 Padikiu và số 7 Kohan. 4 điểm liên tiếp cho các cầu thủ Thái Lan. Họ đang dẫn trước 4-2. Rất tốt. Một tình huống đập bóng rất tốt của cầu thủ Việt Nam. Chuyền hài Giang Văn Đức đã tạo cơ hội để các tay đập Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Và điểm thứ 5 cho các cầu thủ Thái Lan. Và điểm số thứ 6 cho cầu thủ Thái Lan. Các tay đập của Thái Lan đã bắt đầu bắt nhịp và
hàng chắn của họ cũng đang hoạt động rất tốt. Số 12 đã của Thái Lan, đó là Padekil, đang liên tiếp có những tình huống phát bóng gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Không được, pha đập bóng không thành công của số 12 bên phía Việt Nam. Và có lẽ các cầu thủ Việt Nam sẽ xin hội ý. Lúc này Thái Lan đang dẫn trước 7-3 và họ đang có một chuỗi ghi điểm liên tiếp trước cầu thủ Việt Nam. Tiếp tục là cú phát bóng của Park Dae-kyu. Vẫn là tình huống chắn đồ rất tốt của số 25 Nhìn Sawai và số 7 Côn Han. Hai tay chắn của Thái Lan đã liên tiếp có những tình huống bám chắn tốt và khiến cho các tay đập của Việt Nam gặp khó khăn. Trọng tài xác định tình huống phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam, tình huống chạm lưới, và Thái Lan vẫn tiếp tục nới rộng khoảng cách trong set đấu thứ nhất. Vẫn là cú phạt bóng của Park Dae-kyu. Cú đập bóng của Tư Thanh Thuận và điểm cho cầu thủ Việt Nam. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-9. Thank you.
Thank you.
Tỷ số điểm lúc này là 11-17. Đó là tình huống đánh bóng không qua lưới. Người vừa thực hiện pha đánh bóng không qua lưới là Amon Tep. Ngay lập tức thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan, huấn luyện viên Mong Chai Subhasikakul đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Tỷ số điểm lúc này là 12-17. Từ một khoảng cách 8 điểm, lúc này đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách với đối thủ Thái Lan. Ở nội dung của nữ thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã giành vé vào chơi trận chung kết, trận đấu tranh tấm huy chương vàng với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Và trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 5. Bây giờ thì đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam đang thi đấu trận bán kết với đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Đổi về điểm cho đội tuyển Thái Lan, người vừa ghi điểm đó là Ma Quy. Đó là pha ghi điểm của Quốc Duy, cầu thủ vừa được huấn luyện viên Lee Hunin đưa vào sân. Một pha đánh bóng trên trắng của Quốc Duy. Bây giờ thì Quốc Duy sẽ là người thực hiện tình huống phát bóng này cho đội tuyển Việt Nam. Một pha phát bóng ghi điểm trực tiếp của Nguyễn Văn Quốc Duy. Đây là các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ đang đến sân để cổ vũ cho các đồng nghiệp nam. Tỷ số điểm lúc này là 14-18. Tiếp tục sẽ là một tình huống nhảy phát bóng tấn công. Trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Trọng tài chính đã xác định tình huống này thì đội tuyển Thái Lan ghi điểm. Bóng vẫn còn. Như vậy là có một đội sẽ xin thực hiện quyền khiếu nại. Đội tuyển Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại. Có lẽ như là đội tuyển Việt Nam sẽ khiếu nại về tình huống bóng tấn công của các cầu thủ Thái Lan khi mà trọng tài biên đã ra dấu hiệu là bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên trọng tài chính vẫn quyết định đó là một tình huống bóng trong sân và điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Có lẽ như huấn luyện viên Lee Hunin đã sử dụng quyền khiếu nại để khiếu nại tình huống kể trên. Chúng ta cùng chờ đợi những kết quả từ công nghệ challenge. Như vậy là đội tuyển Việt Nam khiếu nại về tình huống chạm lưới của hàng trắng Thái Lan. Điểm 20-19.
Và như vậy là không có một sự thay đổi nào về điểm số. Điểm số vẫn nghiêng về các cầu thủ Thái Lan, 20-14 ở set đấu đầu tiên. Rất hay, đó là kinh nghiệm của Giang Văn Đức. Trong một tình huống bóng được truyền một lên rất sát lưới thì Giang Văn Đức đã xử lý ngay từ bước 2 với một tình huống đẩy bóng một tay. 15-20. Chắn bóng tốt. Đó là pha chắn đôi tốt của Giang Văn Đức. Và phụ công Đình Nhu. 16-20. Bây giờ thì đội tuyển Thái Lan đã sử dụng quyền thay đổi người. Chủ công Anut Romchan vào sân. Người rời sân là số 9 Navadet. Đối với điểm cho Thái Lan, 21-16. Đó là tình huống tấn công sau vạch 3m của Quốc Duy. Đó là câu trả lời đến từ các cầu thủ Thái Lan. Cũng là một tình huống tấn công mạnh mẽ từ sau vạch 3m. Người vừa ghi điểm đó là Amontep Konan. Một tình huống đánh bóng xuyên trắng của Amontep Konan. Bây giờ thì huấn luyện viên Leonin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Các học trò của ông lại để đối thủ vươn lên dẫn điểm với khoảng cách là 6 điểm. Trận đấu này thì đội tuyển bóng truyền nam Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn, nhỉnh hơn so với đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam. Tuy nhiên lợi thế đáng kể nhất của đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam chính là yếu tố sân nhà và khán giả nhà. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan đã lên điểm số thứ 23. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đã không bắt chuyền một trong tình huống vừa rồi. Họ cho rằng tình huống bóng ra ngoài và khá chủ quan. Bóng vẫn còn cơ hội lại mở ra cho các cầu thủ áo trắng. Điểm thứ 24 cho Thái Lan. Đó là một tình huống đánh bóng bạc tay trắng ra ngoài. Người vừa thực hiện tình huống đánh bóng ghi điểm vừa rồi đó là Anut Romchan. Cầu thủ dự bị đã được đưa vào sân ở thời điểm cuối của set đấu đầu tiên. Bây giờ thì một điểm nữa thôi thì các cầu thủ Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Quốc Duy đã đổi về điểm cho các cầu thủ Việt Nam. 17-24. Một pha tấn công mạnh mẽ từ sau vạch 3m của Nguyễn Văn Quốc Duy. Cầu thủ trẻ sinh năm 2001. Một tình huống phát bóng đi ra ngoài và điểm số thứ 25 cho các cầu thủ Thái Lan. Như vậy ở set đấu đầu tiên thì các cầu thủ đội tuyển bóng truyền nam Thái Lan đã vượt qua đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam với tỷ số là 25-17. Và sau khi kết thúc set đấu đầu tiên thì Thái Lan đang tạm dẫn Việt Nam với tỷ số là 1-0.
một set đấu mà các cầu thủ Thái Lan đã sớm chứng tỏ sức mạnh của mình. Đỉnh cao vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger song is the cheer. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand, we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi rạng ngời tình bạn muôn nơi. Oh. Nào mình cùng chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để cùng đón theo dõi những diễn biến ở trận bán kết của nội dung bóng chuyền nam trong nhà. Trận đấu rất được chờ đợi giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Trải qua xét đấu đầu tiên thì đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Tỷ số ở xét đấu thứ nhất là 25-17. Điểm số đầu tiên ở xét đấu thứ hai thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Đó là một pha phối hợp đánh bóng chiến thuật rất hay ở giữa lưới. Bóng đã chạm tay trắng hàng trắng của Việt Nam trước khi bật về phía sau. Vẫn còn nỗ lực phòng thủ của các cầu thủ Thái Lan. Bóng vẫn còn, cơ hội mở ra cho các chàng trai áo đỏ. Quốc Duy đã chủ động thực hiện một pha gõ bóng. Tuy nhiên, trong tình huống gõ bóng của mình thì Quốc Duy ở khá xa lưới và lực gõ bóng là rất nhẹ và bóng đã không đi qua lưới. Tình huống phối hợp đánh bóng chiến thuật của các cầu thủ Việt Nam. Đó là một pha phối hợp đập chồng. Và người ghi điểm là Quảng Trọng Nghĩa. Bây giờ thì Quảng Trọng Nghĩa xuống cầu dưới và thực hiện những pha nhảy phát bóng tấn công. Chúng ta sẽ chờ đợi những pha nhảy phát bóng tấn công rất uy lực của Quảng Trọng Nghĩa. Chắn bóng ra ngoài. Đó là pha đập bóng của Anuchit. Bóng đã chạm hàng chắn đôi của các cầu thủ Việt Nam và bay ra ngoài. Bây giờ thì Anuchit sẽ là người thực hiện quả phát bóng này.
không ai phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Anucic đã khựng lại trong tình huống đáng lẽ mà Anucic phải lao lên để yểm hộ. 2-3 điểm cho Việt Nam. Không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Đây là các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Họ cũng đang có mặt tại nhà thi đấu để cổ vũ cho các đồng nghiệp nam. Một tình huống phát bóng có phần may mắn dành cho các cầu thủ Thái Lan. Đó là pha nhảy phát bóng của Amon Tep. Bóng đã bật mép lưới, gây bất ngờ cho cầu thủ Việt Nam trong tình huống đỡ chuyền một. Tỷ số điểm lúc này là 5-2. Tiếp tục là ở cầu phát bóng của Amon Tep. Phát bóng ra ngoài. Lần này thì Amon Tep đã phát bóng quá mạnh và bóng đi ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Bây giờ là sự xuất hiện của phụ công Phạm Thái Hưng. Lúc này Phạm Thái Hưng đang ở cầu trên. Phạm Thái Hưng là một phụ công có lối đánh rất mạnh mẽ, linh hoạt và có những pha phối hợp đánh nhanh rất hay. Đó là tình huống chắn bóng đơn của Phạm Thái Hưng. Tuy nhiên ở tình huống chắn bóng đôi với Giang Văn Đức thì hai tay trắng của Việt Nam không thể hóa giải được pha đập bóng của số 9 bên phía Thái Lan, đó là Navarrete. Navarrete thực hiện một pha đánh lắc trắng. 6-3. Trọng tài xác định bóng ngoài. Rất đáng tiếc, đó là pha tấn công dọc biên sau vạch 3m của Quốc Duy. Bảy ba cho Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở thời điểm đầu của set đấu thứ hai tại SEA Games 30 vào năm 2019 ở Philippines. Thì đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan chỉ giành được 8 huy chương đồng. Tại SEA Games 30 thì đội vô địch là Indonesia. Đội chủ nhà Philippines giành 8 huy chương bạc. Các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ nam đang thi đấu trên sân. Đây là Quảng Trọng Nghĩa. Điểm thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Tình huống xử lý bóng lúng túng bên phía Thái Lan đã mang về một điểm số quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam. Người vừa xử lý bóng rất lúng túng đó là Asanafan bên phía Thái Lan. Đây là Dương Văn Tiên. Cơ hội lại mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Quảng Trọng Nghĩa đã mang về một điểm nữa cho Việt Nam. Đó là một pha đập bóng rất uy lực, xuyên trắng và khiến cho cầu thủ của Thái Lan phòng thủ thất bại. 6-7. Bây giờ thì huấn luyện viên Mông Trai Subhaji Rakun của Thái Lan đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Các cầu thủ Việt Nam lên những điểm số bám sát đội tuyển Thái Lan và gây phấn khích cho các khán giả tại nhà thi đấu ở Quảng Ninh. Và lần hội ý này mang tính
chiến thuật nhiều hơn, đó là làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Tiếp tục sẽ là cầu phát bóng của Dương Văn Tiên. Bóng vẫn còn. Không được rồi. Tưởng chừng là đội tuyển Việt Nam sẽ có được một điểm từ một pha tấn công bật tay trắng của đối phương ra ngoài. Tuy nhiên người chạm bóng cuối cùng là chuyền hai Giang Văn Đức. Rất tiếc cho các chàng trai Việt Nam. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của đội trưởng Kitsada. Điểm thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Đó là một pha đánh bóng chạm trắng ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi điểm của Quảng Trọng Nghĩa. Hai cầu thủ bám trắng Quảng Trọng Nghĩa đó là Adibong và Anuchit. Lực bóng mà Quảng Trọng Nghĩa thực hiện cú đập vừa rồi là rất mạnh. Phụ công Phạm Thái Hưng sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Một pha gõ bóng rất vừa phải của số 10 Asanafan khiến cho cầu thủ Việt Nam bị bất ngờ trong tình huống phải phòng thủ ở hàng sau. Bây giờ thì huấn luyện viên Lee Hoonin đã đưa cầu thủ cao nhất của đội tuyển Việt Nam là Cù Văn Hoàng vào sân. Tiếp tục là Quảng Trọng Nghĩa. Quảng Trọng Nghĩa tại SEA Games năm nay đã chơi một giải đấu tính tới thời điểm này là rất xuất sắc. Những tình huống ghi điểm của Quảng Trọng Nghĩa được thực hiện đa dạng. Quảng Trọng Nghĩa chơi ở vị trí đối chuyền. Một vị trí thi đấu đòi hỏi sự linh hoạt và đa dạng của các vận động viên. Bóng ngoài, đó là một tình huống bắt bóng chuẩn xác của các trọng tài. Bóng ra ngoài và không chạm tay trắng của Việt Nam. Bây giờ thì huấn luyện viên bên phía đội tuyển bóng chuyền Thái Lan thực hiện quyền khiếu nại của mình. Có lẽ là quyền khiếu nại về lỗi bóng chạm hàng trắng. Chúng ta cùng chờ đợi xem những hình ảnh được kiểm chứng từ công nghệ challenge. Như vậy là công nghệ challenge đã có câu trả lời. Bóng đã chạm trắng. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy là điểm ở tình huống bóng này thuộc về các cầu thủ Thái Lan. 18. Những tình huống bóng rất nhạy cảm và cần đến sự can thiệp của công nghệ. Người sẽ thoát bóng đó là Asanafan. Đổi về điểm cho Việt Nam, đó là một tình huống chiến thuật đánh bóng một chân sau đầu ở vị trí số 2 của Cù Văn Hoàng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Với lợi thế và chiều cao thì Cù Văn Hoàng đã có một tình huống ghi điểm trên trắng. Tỷ số điểm lúc này là 90. Các cầu thủ Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ rất nồng nhiệt của các khán giả tại Quảng Ninh. Quảng Trọng Nghĩa đã có một tình huống phát bóng không qua lưới. Rất đáng tiếc. Một điểm số bị mất đi.
Ở set đấu thứ hai này thì các cầu thủ Việt Nam đang rất bám sát về điểm số đối với các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên tình huống bóng này thì chúng ta đã tạo cơ hội cho đội trưởng Kitsada của Thái Lan ghi điểm một cách dễ dàng trên lưới. Đó là một tình huống bắt truyền một không tốt của Huỳnh Trung Trực. Sau khi để đối thủ lên điểm và tạo ra khoảng cách 3 điểm thì huấn luyện viên Leonin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đây là Quảng Trọng Nghĩa, cầu thủ đã chơi rất tốt ở SEA Games năm nay. Cùng thời điểm này trên các kênh sóng của VTV Cup thì chúng tôi đang tường thuật trực tiếp những nội dung thi đấu tại SEA Games 31. Theo đó thì cùng với trận đấu bóng chuyền bán kết giữa đội tuyển Nam Việt Nam và đội tuyển Nam Thái Lan trên kênh Osport News mà chúng ta đang theo dõi, thì trên kênh Osport đang là các nội dung ở môn Karate Do với các nội dung kata biểu diễn. Trên kênh Osport Cộng đó là chung kết đôi nam nữ ở bộ môn quần vợt, và trên các hạ tần số của hệ sinh thái thể thao VTV Cup, cụ thể là các ứng dụng Osport TV và VTV Cup On, thì chúng tôi đang tường thuật môn bóng rổ. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón theo dõi. Bây giờ thì Cù Văn Hoàng sẽ là người phát bóng. Cơ hội lại mở ra cho Việt Nam. Đây là Quốc Duy và chắc chắn là có điểm. Đó là một tình huống bật lên rất cao và đánh bóng. Chúng ta cùng theo dõi lại một pha đánh bóng lách chắn của Quốc Duy. Có hai cầu thủ của Thái Lan đã theo chắn Quốc Duy. Tuy nhiên, chủ công mang áo số 5 đã có một tình huống xử lý rất tốt ở trên lưới và không cho libero bên phía Thái Lan cơ hội phòng thủ. 11-12. Khoảng cách điểm lúc này giữa hai đội chỉ còn là một điểm mà thôi. Tiếp tục là một tình huống phát bóng từ Cù Văn Hoàng. Cơ hội không được rồi. Đó là một tình huống đánh bóng khó hiểu của số 4 Anut Ramchan. 12 đều. Có vẻ như Anut Ramchan đang cố tình thực hiện một pha gõ bóng bỏ nhỏ. Tuy nhiên tình huống xử lý của anh là khá lúng túng và bóng đã không đi qua lưới. 12 đều. Những diễn biến ở set đấu thứ hai đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Tiếp tục là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàng. Lần này thì phụ công mang áo số 20 của đội tuyển Việt Nam đã phát bóng quá mạnh và bóng đi ra ngoài. Bóng vẫn còn. Trung Trực không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống tấn công ở vị trí số 4. Người vừa ghi điểm đó là Anut Ramchan. Một tình huống tấn công đường chéo của Anut Ramchan. 14-12. Lợi thế về điểm số vẫn thuộc về các cầu thủ áo trắng. Phát bóng không qua lưới. Một tình huống nhảy phát bóng không thật sự tốt của số 7 Amontep. Vẫn còn, đó là khả năng phòng thủ tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Tuy nhiên sau đó thì đội trưởng Giang Văn Đức đã có tình huống cứu bóng không được hoàn hảo. Tuy nhiên cũng dành những lời khen cho những nỗ lực của đội trưởng Giang Văn Đức. 15-13.
Bóng vẫn còn. Không được rồi, không ai phòng thủ trong tình huống bóng bị chắn về vừa rồi từ pha tấn công của Quốc Duy. Đó là một pha tấn công sâu vạch 3m. Tuy nhiên hàng chắn của các cầu thủ Thái Lan là rất cao. Một tình huống bị chắn về mà không có cầu thủ nào yểm hộ phòng thủ trong tình huống vừa rồi. 16-13, Thái Lan đã tạo nên khoảng cách điểm trở lại với Việt Nam. 14-16, một pha phát bóng đi ra ngoài. Một pha chắn bóng ra ngoài. Đó là tình huống chắn đôi của Phạm Thái Hưng và Giang Văn Đức. Bóng đã chạm Thái Hưng và bay ra ngoài. 17-14. Đội trưởng Kitsada sẽ là người phát bóng. Quảng Trọng Nghĩa đã đổi về điểm cho các cầu thủ Việt Nam. Khoảng cách điểm lúc này giữa hai đội là 2 điểm. Thái Hưng không thể phòng thủ. Tiếp tục là một pha tấn công ở vị trí số 4 của các cầu thủ Thái Lan. Rất nhiều những pha tấn công của các cầu thủ Thái Lan được thực hiện ở vị trí chiến thuật số 4. Phát bóng không qua lưới. Một tình huống phát bóng quá nhẹ. Đội trưởng chuyền hai Giang Văn Đức sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Một pha di chuyển lừa trắng của các cầu thủ Thái Lan. Chúng ta đã bị hút trắng bởi cầu thủ số 12 Anuchit. Tuy nhiên, người dứt điểm và ghi điểm là Amontep. 19-16, lúc này là thời điểm cuối ở xét đấu thứ hai và đội tuyển Việt Nam vẫn đang để các cầu thủ Thái Lan dẫn điểm. Đó là một tình huống chắn 3 thành công của 3 cầu thủ Thái Lan. Tình huống tấn công của Quốc Duy quá dễ để các cầu thủ Thái Lan bắt bài. Huấn luyện viên Lee Hoonin tiếp tục xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Lúc này thì Thái Lan đã tạo nên khoảng cách điểm là 4 điểm với các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là ban huấn luyện của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan được trang bị rất nhiều các công nghệ để có thể bám sát các chỉ số của các vận động viên, kể cả trong quá trình thi đấu trên sân. Ở bên ngoài sẽ có đội ngũ ghi lại những thông số, những chỉ số tấn công, phòng thủ của các vận động viên và bộ tín hiệu sẽ được truyền vào bên trong cho ban huấn luyện để có những điều chỉnh ngay thời điểm thi đấu. Sau lần hội ý chiến thuật thì đội tuyển Việt Nam đã có được một điểm, đó là tình huống đánh bóng của Quốc Duy. Vẫn là hai cầu thủ theo trắng Quốc Duy. Tuy nhiên lần này thì tình huống bóng của Quốc Duy được thực hiện một cách hoàn hảo hơn. 17-20.
Trọng tài xác định tình huống bóng vừa rồi của số 7 Amontep. Bóng ra ngoài, tuy nhiên chắc chắn là các cầu thủ Thái Lan sẽ thực hiện quyền khiếu nại, chắc chắn là như vậy. Một tình huống cũng khá nhạy cảm. Theo các cầu thủ Thái Lan thì tình huống bóng dọc biên vừa rồi của Amontep, bóng vẫn trong sân. Chúng ta cùng theo dõi lại. Như vậy là bóng đã ra ngoài, các trọng tài đã chính xác trong những quyết định của mình. Điểm vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Và như vậy là chúng ta đã có điểm số thứ 19. Để đối thủ dẫn điểm, bây giờ chúng ta vẫn đang tiếp tục miệt mài rút ngắn khoảng cách. Và khoảng cách điểm lúc này chỉ còn là một điểm thôi. Đây là thời điểm cuối ở set đấu thứ hai. Trước đó ở set đấu đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam đã để thua đối thủ với tỷ số là 17-25. Chúng ta cần có một set thắng để kéo dài trận đấu này hơn, để tìm kiếm một chiến thắng là mục tiêu cuối cùng. Một pha tấn công bóng bạc tay trắng của các cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Đó là tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Napadet. Quảng Trọng Nghĩa rướng hết người nhưng không thể cứu được bóng. Chiều cao vượt trội của Cù Văn Hoàng đã giúp anh có một tình huống phối hợp đánh nhanh với Giang Văn Đức. Rất hay, hàng trắng của Thái Lan là đội trưởng Kitsada đã bị hụt trắng trong tình huống vừa rồi. 20-21, khoảng cách giữa hai đội vẫn là một điểm. Bây giờ thì Cù Văn Hoàng sẽ là người phát bóng. Chắn bóng tốt, 21 đều. Bóng được truyền cho đội trưởng Kitsada để thực hiện một pha phối hợp đánh nhanh. Tuy nhiên, hai tay chắn đôi của đội tuyển Việt Nam đã bắt bài được Kitsada trong tình huống vừa rồi. Sau khi để Việt Nam vươn lên có điểm số thứ 21 và quân bình tỷ số ở set đấu thứ 2, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan là ông Mông Chai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Ở những thời điểm cuối, nhưng các chàng trai của đội tuyển Việt Nam đang cho thấy tinh thần thi đấu rất đáng khen. Lúc này lợi thế về tinh thần chắc chắn đang thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Vẫn là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàng. Thêm một tình huống cắn bóng tốt của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã vươn lên dẫn điểm 22-21. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Phạm Thái Hưng và Nguyễn Văn Quốc Duy. Rất hay, các cầu thủ của Việt Nam đang cống hiến một set đấu thứ hai rất kiên cường. Họ đã để các cầu thủ Thái Lan dẫn điểm trước đó với khoảng cách là 5 điểm. Tuy nhiên lúc này thì các cầu thủ Việt Nam ở thời điểm cuối của set đấu thứ hai đã vượt lên dẫn trước 22-21. Tiếp tục là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàng. Bắt chuyền một lỗi rồi, một tình huống bắt chuyền một không tốt của libero Jacabon. 23-21. Từ điểm số 20-16, Thái Lan dẫn điểm chúng ta. Thì lúc này ở thời điểm cuối của set 2, đội tuyển Việt Nam đang vươn lên dẫn trước 23-21. Chúng ta đang rất gần với chiến thắng ở set đấu thứ 2.
Tiếp tục là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàng. Những tình huống phát bóng lực không quá mạnh, tuy nhiên quỹ đạo bay của bóng là khó chịu. Trọng tài xác định cầu thủ Việt Nam đã chạm lưới và đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan 22-23. Người vừa chạm lưới là phụ công Phạm Thái Hưng. Chúng ta vẫn đang nắm lợi thế dẫn điểm. Đội tuyển Thái Lan có sự thay đổi vận động viên. Số 13 McQueen đã vào sân. Đây sẽ là một tình huống nhảy phát bóng tấn công rất mạnh. Chúng ta bắt chuyền một tốt. Điểm cho Việt Nam, điểm số thứ 24. Người vừa ghi điểm đó là Dương Văn Tiên, nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, như bùng nổ với những tình huống ghi điểm của đội tuyển Việt Nam ở những thời điểm cuối của set đấu thứ hai. Tưởng chừng chúng ta lại tiếp tục để cho đối thủ vượt qua ở set đấu thứ hai. Tuy nhiên những thời điểm cuối ở set đấu này, thầy trò huấn luyện viên Leonin đã chơi với một bộ mặt rất khác, rất bùng nổ, rất cống hiến. Bây giờ sẽ là những tình huống phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Trọng tài xác định bóng trong sân. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan 23-24. Chúng ta chỉ cần một điểm nữa thôi để có thể kết thúc set đấu này bằng một chiến thắng. Đây là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Phát bóng không qua lưới. Một tình huống phát bóng có phần tâm lý của số 9 Napadet. Một tình huống nhảy phát bóng rất uy lực, tuy nhiên bóng không qua lưới, qua đó mang lại điểm số thứ 25 cho Việt Nam. Và qua đó giúp chúng ta giành chiến thắng ở set đấu thứ hai, quân bình tỷ số 1-1 sau 2 set. Một set đấu rất hay của thầy trò huấn luyện viên Lee Hoon-in. Đặc biệt là những vận động viên được đưa vào sân từ ghế dự bị như Nguyễn Văn Quốc Duy, như Cù Văn Hoàng hay là Dương Văn Tiên. Và như vậy sau hai set đấu thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đang hòa nhau với tỷ số là 1-1. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger song is this year. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Quỳnh Trung Trực và Trịnh Duy Phúc. Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn với tỷ số là 3-2. Rất hay, một pha phòng thủ tốt của Duy Phúc. Rất hay, bóng trong sân. Đó là tình huống đánh bóng của Dương Văn Tiền. Trước đó phải kể đến một tình huống di chuyển lừa trắng rất hay của Cù Văn Hoàng. Cù Văn Hoàng đã hút trắng Kitsada trong tình huống vừa rồi. Đội tuyển Việt Nam đang chơi đá
đầy hứng khởi tại nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ở đầu set đấu thứ 3 thì chúng ta đang tạm dẫn với tỷ số là 4-2. Những pha phát bóng rất mạnh mẽ của Quốc Duy. Vẫn còn pha bay người cứu bóng của Duy Phúc. Không được rồi. Trong tình huống gõ bóng lỏng tay từ hàng sau của số 7 Amon Tep thì Quốc Duy đã bị bất ngờ. Cầu thủ số 5 của Việt Nam đã lao lên tấn công, đã lao lên phòng thủ, tuy nhiên anh đã không kịp. Bây giờ người phát bóng cho Thái Lan đó là Napadet. Nỗ lực phòng thủ là rất đáng khen của Trịnh Duy Phúc. Một pha di chuyển chuyến thuật đầy biến hóa của các cầu thủ Thái Lan. Chắn bóng tốt và sau một đường bóng khá dài thì phần thắng thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Một tình huống chắn bóng ghi điểm rất hay của Cù Văn Hoàng. Một tình huống khép chắn rất kín khiến cho cầu thủ tấn công bên phía Thái Lan không có cơ hội để thực hiện tình huống tấn công. Việt Nam đang dẫn 5-3. Cơ hội lại tiếp tục thuộc về các chàng trai áo đỏ. Trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Việt Nam. Trong tình huống vừa rồi thì có vẻ như đội trưởng Kitsada của Thái Lan đã chạm lưới trong tình huống chắn bóng. Đúng là Kitsada đã chạm lưới trong tình huống chắn bóng tiếp đất. Lúc này thì ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan đang thực hiện quyền khiếu nại. Trọng tài chính cũng đưa ra những lời nhắc nhở dành cho các cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang rất hưng phấn kể từ khi giành chiến thắng ở set đấu thứ 2. Bây giờ các cầu thủ đang đợi những hình ảnh từ công nghệ challenge. Như vậy là công nghệ challenge đã cho thấy Kitsada không chạm lưới. Như vậy là điểm vẫn thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Như vậy điểm số lúc này là 5-3. Lợi thế vẫn đang nghiêng về chúng ta. Hàng trắng của đội tuyển Việt Nam đang làm việc khá tốt. Tuy nhiên ở tình huống tấn công sau đó thì Thái Lan đã ghi điểm. Một tình huống chuyền bóng sâu đầu cho số 7 Amon Tep từ phía sau lao lên tấn công. Một tình huống tấn công sau vạch 3m. Và xử lý bóng lỏng tay của Quảng Trọng Nghĩa. Bóng trong sân. 6-4 cho Việt Nam. Đó là tình huống tấn công hàng sau của Quốc Duy. Quốc Duy là một chủ công trẻ và rất tiềm năng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh
rất sôi động trên các khán đài của nhà thi đấu. Bây giờ thì Cù Văn Hoàng đã xuống hàng sau và thực hiện tình huống phát bóng này rất nhanh. Chúng ta có thể thấy là tình huống phối hợp đánh bóng rất nhanh ở vị trí số 4 của các cầu thủ Thái Lan. Hai tay trắng Việt Nam không theo kịp. Khoảng cách giữa hai đội lúc này vẫn chỉ là một điểm. Một tình huống phát bóng rất thiếu chuẩn xác. Người thực hiện tình huống phát bóng vừa rồi là Adipong. Quá mạnh. Việt Nam đang tạm dẫn 7 năm. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam ở SEA Games 31 chính là tấm huy chương vàng. Đây là mục tiêu mà sẽ khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh rất khó khăn và đặc biệt áp lực. Tuy nhiên tính tới thời điểm này thì các cầu thủ Việt Nam đang cho thấy họ hoàn toàn sẵn sàng đối diện với áp lực mà họ đã đặt ra và hướng đến ở kỳ SEA Games năm nay. Vừa rồi là một tình huống ghi điểm từ pha chắn bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt của các cầu thủ Việt Nam. Vẫn còn, bây giờ là cơ hội. Quảng Trọng Nghĩa rất hay. Một pha xoay cổ tay đánh bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Có thể thấy Quảng Trọng Nghĩa ở đội tuyển nam và Hoàng Thị Kiều Trinh ở đội tuyển nữ là hai đối chuyền, hai gương mặt thi đấu cực kỳ ấn tượng ở kỳ SEA Games năm nay. Và những gì Quảng Trọng Nghĩa thể hiện đã cho thấy bóng chuyền Việt Nam đang có lứa một lứa cầu thủ trẻ tiềm năng để có thể thay thế thế hệ của các đàn anh. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan, ông Bông Trai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Các cầu thủ Thái Lan đã để cho đội chủ nhà Việt Nam dẫn điểm với khoảng cách là 4 điểm. Những trận đấu Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở bất cứ bộ môn nào cũng mang lại một cảm giác chờ đợi và phấn khích cho người hâm mộ. Và ở môn bóng chuyền nam thì hai đội tuyển của hai quốc gia đang gặp nhau ở trận đấu bán kết. Một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam và vẫn là Quảng Trọng Nghĩa. Chúng ta có thể thấy là chuyền hai Giang Văn Đức đã tin tưởng ở cầu đánh của Quảng Trọng Nghĩa như thế nào. Tỷ số điểm lúc này là 10-5. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong trận đấu này có thể dẫn điểm trước đội tuyển Thái Lan với khoảng cách là 5 điểm. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan, người vừa ghi điểm để cắt chuỗi lên điểm của đội tuyển Việt Nam, đó là số 12 Anuchit. Bóng đã chạm tay Phạm Thái Hưng và đi ra ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 6-10. Một tình huống phát bóng không qua lưới. Các cầu thủ Thái Lan trong trận đấu ngày hôm nay đã có những tình huống phát bóng rất thiếu chuẩn xác. Người vừa thực hiện một tình huống phát bóng hỏng là Anup Ramchan. Mười một sáu. Bây giờ là cầu phát bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Một pha đánh bóng bạc tay trắng, các cầu thủ Việt Nam đi ra ngoài. Đó là tình huống đánh bóng ở vị trí số 4 của Napadet.
đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Lần gần nhất họ vô địch tại SEA Games đó là ở kỳ SEA Games năm 2017. Kỳ SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia. Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines thì đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan chỉ giành một tấm huy chương đồng. Và ở kỳ SEA Games 31 này, mục tiêu của bóng chuyền nam Thái Lan chính là đòi lại ngôi vương của mình. Trong khi đó thì bóng chuyền nữ Thái Lan họ luôn khẳng định vị thế số 1 của mình tại sân chơi của khu vực Đông Nam Á. Nhiều năm liền, bóng chuyền nữ Thái Lan gần như không có đối thủ ở SEA Games. Rất hay, đó là tình huống đánh bóng rất hay. Đó là một tình huống đánh bóng nhanh trên trắng của Kisada. Phạm Thái Hưng là người đã phòng thủ chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên lực bóng là rất mạnh và Thái Hưng đã phòng thủ không thành công. Đổi về điểm cho các cầu thủ Việt Nam. 13-8. Đó là tình huống ghi điểm của số 18 Dương Văn Tiên. Chúng ta đang có rất nhiều lợi thế ở set đấu thứ 3 này. Lợi thế về điểm số, lợi thế về tinh thần, lợi thế về sân nhà và khán giả nhà. Một tình huống tấn công từ hàng sau. Bây giờ cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Tình huống phòng thủ rất hay của libero Jack Carbon. Và từ những nỗ lực của Jack Carbon thì các cầu thủ Thái Lan đã có điểm số thứ 9. Người vừa ghi điểm đó là Napadet. Bóng chạm tay trắng của Cù Văn Hoàng và đi ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Việt Nam 14-9. Đó là một tình huống phát bóng rất lỗi của cầu thủ Thái Lan. Rất nhiều những tình huống phát bóng hỏng của các cầu thủ Thái Lan trong trận đấu này. Bóng ngoài. Một tình huống tấn công ở vị trí số 4 quá mạnh của Anut Romchan. Các cầu thủ Thái Lan có vẻ như đang sử dụng quyền khiếu nại. Đúng là như vậy. Có lẽ quyền khiếu nại đó là bóng chạm trắng và ra ngoài. Như vậy là bóng đã chạm trắng. Bóng đã chạm một ngón tay của hàng trắng bên phía Việt Nam. Quyền khiếu nại của các cầu thủ Thái Lan đã thành công. Như vậy là điểm thuộc về Thái Lan trong tình huống tấn công vừa rồi. Tình huống ghi điểm của Anut Romchan 10-14. Các cầu thủ Thái Lan đã sử dụng các quyền khiếu nại của mình trong những tình huống rất phù hợp. Đập bóng ra ngoài. Đó là tình huống đập bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Lúc này thì Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại của mình. Vẫn sẽ là một tình huống, một trường hợp khiếu nại về việc bóng chạm tay trắng ra ngoài. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả từ công nghệ challenge. Liệu tình huống đánh bóng của Quảng Trọng Nghĩa thì bóng có chạm hàng trắng của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan hay không? Như vậy là bóng cũng đã chạm vào tay trắng của hàng trắng đôi bên phía
Thái Lan. Cả hai quyền khiếu nại của hai đội bóng trong hai tình huống liên tiếp đã thành công. Như vậy là điểm số thứ 15 cho các cầu thủ Việt Nam. Những tình huống rất nhạy cảm. Bây giờ là Cù Văn Hoàng thực hiện tình huống phát bóng này. Một pha tận dụng thời cơ trên lưới rất nhanh của Phạm Thái Hưng. Đó là một tình huống bắt truyền một không tốt của Anut Romchan. Phạm Thái Hưng tận dụng ngay cơ hội, bóng lên lưới. 16-10, chúng ta đang dẫn trước với khoảng cách là 6 điểm. Có thể thấy việc giành chiến thắng ở xét đấu thứ hai đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam, để họ có một set ba chơi hứng khởi và bùng nổ như thế này. Đây là Quốc Duy, bóng ngoài. Lần này thì bóng chắc chắn không chạm hàng chắn của Thái Lan. Một pha đánh bóng trên cả chắn của Quốc Duy và điểm rơi của bóng là bên ngoài. Thêm một lần nữa Việt Nam khiếu nại. Chúng ta cùng xem vấn đề mà các cầu thủ Việt Nam thực hiện quyền khiếu nại ở tình huống này là gì. Đây là huấn luyện viên Lee Hyun-in, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Nhà thi đấu cũng đang rất hồi hộp để chờ đợi kết quả từ công nghệ challenge. Chúng ta cùng theo dõi lại. Đội tuyển Việt Nam khiếu nại lỗi chạm lưới. Như vậy là không có lỗi chạm lưới trong trường hợp này. Quyền khiếu nại của đội tuyển Việt Nam là bất thành. Điểm số vẫn được công nhận cho Thái Lan. Quảng Trọng Nghĩa đổi về điểm cho Việt Nam. Đó là một pha tấn công bạc tay trắng đối phương ra ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 17-11. Chắn bóng tốt, đó là tình huống chắn bóng tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Có thể thấy là đối chuyền mang áo số 4 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không những tấn công hay, phát bóng mạnh, mà khi ở hàng trên thì Quảng Trọng Nghĩa cũng có những tình huống chắn bóng rất hiệu quả. Vừa rồi là một tình huống chắn đơn của đối chuyền mang áo số 4 của đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì Thái Lan đã để cho Việt Nam dẫn điểm với khoảng cách là 7 điểm. Thái Lan 11 và Việt Nam là 18. Huấn luyện viên Mong Chai của Thái Lan đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Phải có rất nhiều những sự điều chỉnh được đưa ra ở trong thời gian hội ý ngắn ngủi này, kể cả đó là những sự điều chỉnh về mặt con người ở trên sân. Vào ngày hôm qua thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có trận đấu rất xuất sắc và giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines, qua đó chính thức giành vị trí thứ hai để vào thi đấu trận đấu chung kết tranh huy chương vàng.
Vừa rồi tiếp tục là một pha chắn bóng tốt của các cầu thủ Việt Nam. Đó là pha chắn đơn thành công của Quốc Duy, 19-11. Khoảng cách bây giờ là 8 điểm. Các cầu thủ Thái Lan có vẻ như là bị xuống tinh thần. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Đó là một tình huống đánh bóng rất mạnh, bóng bạc tay trắng ra ngoài. Bóng đã bật chắn của Quảng Trọng Nghĩa. Lần này thì Quảng Trọng Nghĩa thực hiện một pha chắn về không thành công. 12-19. Người sẽ thực hiện tình huống phát bóng này là Asanafan. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ. Không được. Chưa được rồi. Ở tình huống tấn công thứ hai trong đường bóng này, Quảng Trọng Nghĩa đã bị hai tay trắng của Thái Lan bắt bài. Đó là hàng trắng được thiết lập bởi Napadet và Anuchit. Vẫn tiếp tục là cầu phát bóng của Asanafan. Thêm một lần nữa thì Quảng Trọng Nghĩa bị bắt bài bởi hai tay trắng số 9 và số 12 bên phía Thái Lan. Có lẽ như là chuyền hai Giang Văn Đức cần phải thay đổi những phương án truyền bóng chiến thuật của mình, không nên dùng bóng quá nhiều cho Quảng Trọng Nghĩa. Huấn luyện viên Lưu Ninh ngay lập tức phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều những phương án tấn công, kể cả những phương án tấn công ở vị trí phụ công với sự đảm nhận của Phạm Thái Hưng và Cù Văn Hoàng. Nên có nhiều hơn những tình huống thay đổi trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Thay vì truyền bóng cho Quảng Trọng Nghĩa quá nhiều, các cầu thủ Thái Lan dần bắt bài được Quảng Trọng Nghĩa trong những tình huống bóng liên tiếp vừa rồi. Vẫn là cầu phát bóng của Asanafan. Bây giờ thì đường bóng được luân chuyển qua cho Quốc Duy. Một pha tấn công lách chắn mẫu mực của Quốc Duy ở vị trí số 4. Chỉ có một cầu thủ theo bám chắn Quốc Duy trong tình huống vừa rồi. 20-14 cho đội tuyển Việt Nam. Rất hay từ tình huống phát bóng tấn công của Quảng Trọng Nghĩa. Bên phía Thái Lan đã bắt truyền một không tốt và bóng lên quá cao khiến cho Phạm Thái Hưng có được cơ hội để dứt điểm. Đó là những tình huống sở trường của Phạm Thái Hưng. Với một phụ công thì đó là một tình huống tận dụng cơ hội quen thuộc. Tỷ số điểm lúc này là 21-14 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ của chúng ta. Lần này thì pha phát bóng tấn công rất mạnh của Quảng Trọng Nghĩa, bóng không đi qua lưới. Một tình huống phát bóng rất mạnh. Những tình huống phát bóng tấn công của Quảng Trọng Nghĩa bằng tay trái luôn có độ nguy hiểm rất cao. Đó là Dương Văn Tiên. Sau khi hội ý thì Giang Văn Đức đã có những tình huống chuyền bóng đa dạng hơn. Lần lượt những Nguyễn Văn Quốc Duy, Dương Văn Tiên lần lượt được Giang Văn Đức điều phối bóng để có thể trở thành những cây ghi điểm hỗ trợ cho cây ghi điểm chủ lực Quảng Trọng Nghĩa. Lúc này thì đội tuyển Thái Lan có sự thay đổi người. Số 13 Marwin vào sân. Marwin chơi ở vị trí truyền hai. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan. 16-22.
Vừa vào thì Marquin đã có một pha chuyền bóng rất nhanh cho Napadet ghi điểm ở vị trí số 4. Điểm số thứ 23 cho các cầu thủ Việt Nam. 23-16. Thêm một tình huống phát bóng hỏng nữa từ các cầu thủ Thái Lan. Rất nhiều những tình huống phát bóng hỏng mà các cầu thủ Thái Lan đã thực hiện ở trận đấu này. Tính tới thời điểm cuối set đấu thứ 3. Chắn bóng tốt. Đó là một tình huống chắn bóng tốt của Cù Văn Hoàng và Dương Văn Tiền, người vừa thực hiện pha tấn công cho đội tuyển Thái Lan. Đó là Pusit. 24-16. Một điểm nữa thôi thì chúng ta tiếp tục giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 này. Các cầu thủ nữ cũng đang cổ vũ cho các vận động viên nam để có thể giúp các vận động viên của chúng ta giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Đổi về điểm cho Thái Lan. Đó là một tình huống đánh nhanh của Kisada. 17-24. Cơ hội chiến thắng vẫn rất rõ ràng cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta cần tập trung trong tình huống bắt chuyền một này. Đây là Dương Văn Tiên. Vẫn còn. Bóng ngoài. Như vậy là một tình huống đánh bóng lỗi của cầu thủ Thái Lan đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm số 25. Cầu thủ vừa thực hiện một pha đánh bóng rất thiếu chuẩn xác đó là Asanafan. Và như vậy ở set đấu thứ 3 thì chúng ta thêm một lần nữa vượt qua đội tuyển Thái Lan với một chiến thắng. Những nỗ lực của các cầu thủ là rất đáng ghi nhận. Và ở set đấu thứ 3 thì chúng ta giành chiến thắng với tỷ số là 25-17. Như vậy qua 3 set đấu thì lúc này đội tuyển Việt Nam đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-1 trước đội tuyển Thái Lan. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together strong as all is this year. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright. Together heading ahead, we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi, rạng ngời tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những hình ảnh được trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đón theo dõi những diễn biến ở set đấu thứ 4, trận đấu
bán kết bóng chuyền nam trong nhà giữa hai đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Lúc này sau khi trải qua 3 set đấu thì đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tạm dẫn đối thủ với tỷ số là 2-1. Thái Lan là đội đã giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Hai set sau đó thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất bùng nổ và giành chiến thắng ở set đấu thứ 2 và set đấu thứ 3. Điểm đầu tiên ở set đấu thứ 4 thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Đó là một pha gõ bóng của số 9 Nabadet. Đó là một tình huống gõ bóng lỏng tay của Quốc Duy. Không được rồi, người phòng thủ không tốt trong tình huống vừa rồi là đội trưởng Giang Văn Đức. Một pha tấn công khá nhanh của Asanafan. 2-0 cho Thái Lan ở những thời khắc đầu tiên của set đấu thứ 4. Vẫn còn các cầu thủ Thái Lan chơi rất tập trung. Không được rồi. Từ tình huống tấn công của Quốc Duy ở vị trí số 4 thì pha tấn công này đã bị vô hiệu hóa bởi hai tay trắng đến từ của Thái Lan. Và sau đó thì Quốc Duy cũng đã không thể cứu bóng. 3-0 cho Thái Lan. Một điểm nữa cho các cầu thủ Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan đang mở đầu set đấu thứ 4 một cách rất chênh lệch. Họ chắc chiêu những cơ hội từ những tình huống tấn công ghi điểm. Lúc này thì Từ Thanh Thuận đã được huấn luyện viên Lee Hoan In đưa vào sân. Đây cũng là một cây ghi điểm sát thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Hoan In ở trận đấu này là tương đối chuẩn xác. Đội tuyển Thái Lan thực hiện quyền khiếu nại. Họ cho rằng trong tình huống phát bóng vừa rồi thì bóng vẫn trong sân. Chúng ta cùng theo dõi. Bóng ngoài. Điểm cho Việt Nam là quyết định chuẩn xác của các trọng tài điều hành trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam có điểm số đầu tiên ở set đấu thứ 4. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Cơ hội mở ra cho Việt Nam. Một pha đánh bóng xuyên trắng và ghi điểm của Dương Văn Tiền, cầu thủ ở hàng sau của đội tuyển Thái Lan không kịp phòng thủ. Đó là số 13 McQueen. Đội tuyển Việt Nam có điểm số thứ 2 ở set đấu này. Trọng tài xác định là bóng trong sân. Đó là tình huống phối hợp đánh nhanh giữa chuyền hai McQueen và đội trưởng Kitsada. Thái Lan đang dẫn chúng ta với tỷ số là 5-2 ở thời điểm đầu của set đấu thứ 4. Đây là Từ Thanh Thuận. Khi Từ Thanh Thuận chưa thể ghi điểm thì ở bên vị trí số 4 đã có Dương Văn Tiên sẵn sàng. Từ Thanh Thuận đã thực hiện một pha tấn công ở vị trí số 2, tuy nhiên không thành công. Sau đó thì chuyền hai Giang Văn Đức chuyển hướng tấn công sang vị trí số 4 của Dương Văn Tiên thì đã giúp đội tuyển Việt Nam ghi điểm lên điểm số thứ 3.
Tỷ số điểm lúc này đang là 3-5. Lợi thế dẫn điểm vẫn thuộc về Thái Lan. Pha phát bóng ghi điểm của Thái Hưng. Đó là một pha phát bóng có độ hiểm hóc rất cao. Libero của đội tuyển Thái Lan, đó là Jacobon đã chủ quan trong tình huống bắt chuyền một vừa rồi. Khoảng cách lúc này chỉ còn là một điểm. Thái Lan 5 và Việt Nam là 4. Ở thời điểm đầu của xét đấu này thì Thái Lan đã dẫn trước Việt Nam với tỷ số là 4-0. Bây giờ tỷ số đang là 5-4. 6-4 rồi. Kisada đã có một tình huống đánh nhanh ở giữa lưới rất hay. Một hỏng, đó là tình huống tranh nhau bắt chuyền một của hai vận động viên Việt Nam, đó là Quảng Trọng Nghĩa và Trịnh Duy Phúc, libero Trịnh Duy Phúc, người vừa thực hiện quả phát bóng đầy hiểm hóc, đó là Napadet. 7-4. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng của số 9 Napadet. Navadet dồn bóng về vị trí của Quảng Trọng Nghĩa. Và ở tình huống tấn công của mình thì Từ Thanh Thuận đã ghi điểm. Người không thể phòng thủ trong tình huống tấn công rất mạnh của Từ Thanh Thuận, đó là Matt Quinn. Người chiến thắng trong tình huống tranh chấp trên lưới, đó là chuyền hai Giang Văn Đức. Có thể thấy nhiều năm chinh chiến ở đấu trường SEA Games, Giang Văn Đức có thừa kinh nghiệm để có thể xử lý những tình huống này. Tuy nhiên trước đó phải dành lời khen cho các cầu thủ ở hàng sau, đó là Quảng Trọng Nghĩa, đó là Trịnh Duy Phúc, trong tình huống lăn xả cứu bóng để Giang Văn Đức có một pha ghi điểm rất hay ở trên lưới. Tiếp tục là cầu phát bóng của Từ Thanh Thuận, sẽ là một tình huống nhảy phát bóng tấn công. Vẫn còn, nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng trong tình huống này thì các cầu thủ Thái Lan đã nhanh và hay hơn. Người vừa thực hiện pha tấn công ở vị trí số 4 đó chính là Anup Ramchan. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống bóng này. Đó là một tình huống tấn công từ hàng sau của các cầu thủ Thái Lan. Một tình huống đánh bóng rất mạnh ở giữa lưới. Phát bóng ra ngoài. Rất nhiều những tình huống phát bóng ra ngoài của các cầu thủ Thái Lan. Những tình huống phát bóng lỗi và mất điểm không đáng có. Người vừa phát bóng lỗi đó là đội trưởng Kisada bên phía Thái Lan. 8-7, khoảng cách giữa hai đội vẫn là một điểm. Quảng Trọng Nghĩa bị giật mình và không thể cứu bóng trong tình huống bóng chạm trắng của Cù Văn Hoàng và bay ra ngoài. 9-7. Các cầu thủ Thái Lan họ đang cố gắng kéo điểm số lên, tạo ra khoảng cách điểm với các cầu thủ Việt Nam để có thể giành chiến thắng ở xét đấu thứ tư này. Một pha phát bóng mạnh của chuyền hai Mark Quinn. Rất hay, đó là pha tấn công từ hàng sau của Từ Thanh Thuận. Đây là Quảng Trọng Nghĩa, không được rồi, bị chắn về rồi. 17. Quảng Trọng Nghĩa đã bị hai tay trắng của Thái Lan theo rất sát. Có thể thấy là huấn luyện viên mong trai của
Thái Lan đã yêu cầu các tay trắng của đội tuyển Thái Lan theo rất sát Quảng Trọng Nghĩa khi mà đối chuyền số 4 của đội tuyển Việt Nam ở hàng trên. May mắn thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Đó là một pha nhảy phát bóng, bóng bật mép lưới và rơi xuống phần sân của đội tuyển Việt Nam. 11-7, khoảng cách điểm được các cầu thủ Thái Lan tạo ra thêm một lần nữa với khoảng cách là 4 điểm. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Leonin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang cổ vũ rất khí thế, rất nhiệt tình. Còn đây là một cổ động viên quen thuộc trên các khán đài ở môn bóng chuyền tại xứ sở Chùa Vàng. Và khi các đội tuyển bóng chuyền của Thái Lan đi đến đâu thì nhân vật cổ động này luôn có mặt ở địa điểm thi đấu đó. Và ông cũng là một người rất quen thuộc ở đấu trường SEA Games, đặc biệt là ở môn bóng chuyền. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến ở set đấu thứ tư. Một tình huống nhảy phát bóng rất mạnh. Tiếp tục là Quảng Trọng Nghĩa vẫn bị chắn về. Thêm một lần nữa dành cho Quảng Trọng Nghĩa. Và lần này thì Quảng Trọng Nghĩa đã ghi điểm. Bóng đã chạm hàng chắn 3 của Thái Lan, tuy nhiên đã bị luồn lưới và rơi xuống phần sân của các cầu thủ Thái Lan. 8-11. Các cầu thủ Thái Lan lúc này đã rất dè chừng mũi tấn công mà mang áo số 4 của đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu phát bóng của Cù Văn Hòa. Thủ công đang chơi cho bóng chuyền Nam Hà Nội. Từ Thanh Thuận không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Đó là tình huống ghi điểm của số 4 Anut Romchai. Khoảng cách 4 điểm lại được tạo ra, 12-8. Vẫn tiếp tục là Quảng Trọng Nghĩa. Hai tay trắng của Thái Lan đã với sải tay rất dài để có thể cản được và tấn công của Quảng Trọng Nghĩa. Tuy nhiên ở lần tấn công đó thì Quảng Trọng Nghĩa đã tinh quái hơn. Lúc này thì huấn luyện viên Lee Hyun-in thực hiện một sự thay người, một quyền thay người ở vị trí chuyền 2. Ông đã rút chuyền 2 Giang Văn Đức ra tạm nghỉ và chuyền 2 số 8 Nguyễn Xuân Thành vào sân. Vẫn còn Nguyễn Xuân Thành phòng thủ tốt, không được rồi. Ở tình huống tấn công sau đó của số 9 Napadet thì người đã phòng thủ không thành công, đó là Dương Văn Tiên. 13-9. Chúng ta đang gặp đôi chút khó khăn ở set đấu thứ tư. Các cầu thủ Thái Lan đã thay đổi lối chơi tốc độ hơn. Một pha chắn bóng ra ngoài, điểm cho Việt Nam. 10-13, đó là tình huống tấn công của Từ Thanh Thuận. Đó là một tình huống có chủ đích đánh bóng bạc tay trắng đối phương ra ngoài. Bóng đã chạm tay của Kitsada. Khoảng cách điểm lúc này giữa hai đội là 3 điểm. Phát bóng ra ngoài, đó là một tình huống nhảy phát bóng quá mạnh của Quảng Trọng Nghĩa. Thái Lan đã lên điểm số thứ 14.
Một pha phối hợp chiến thuật rất hay. Các tay trắng của Thái Lan đã bị hút trắng bởi Phạm Thái Hưng, nhưng người dứt điểm cuối cùng là Dương Văn Tiền. Một pha đánh lao len của Dương Văn Tiền. Pha xử lý ngay từ bước 2 của chuyền 2 McQueen. Đó là sai lầm của McQueen khi khá táo bạo đưa ra một pha xử lý ngay từ bước 2. Và điều đó đã trực tiếp mang đến cơ hội cho Từ Thanh Thuận ghi điểm sau đó. Việt Nam 12 và Thái Lan lúc này là 14 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 2 điểm. Phạm Thái Hưng tiếp tục là người thực hiện tình huống phát bóng này. Tiếp tục là một pha xử lý ngay từ bước 2 của McQueen. Nhưng lần này tình huống tấn công của Từ Thanh Thuận đã bị vô hiệu hóa bởi hàng chắn đôi bên phía Thái Lan. Người vừa thực hiện pha chắn đôi thành công đó là Napadet và Kitsada. Thái Lan lên điểm số 15. Rất hay, một pha phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3 giữa Xuân Thanh và Cù Văn Hoàng. Mười ba mười lăm. Cơ hội vẫn thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Bây giờ thì cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là Dương Văn Tiền. Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng như thể họ đã giành chiến thắng ở set đấu này. Những tình huống ăn mừng rất cảm xúc. Các cầu thủ chạy khắp sân. 14-15. Sự kiên trì của các cầu thủ Việt Nam trong việc bám đuổi Thái Lan ở set đấu thứ tư có nét gì đó rất tương đồng với set đấu thứ hai, khi chúng ta cũng bị đội tuyển Thái Lan dẫn điểm nhưng đã là những người chiến thắng ở set đấu thứ hai. Napadet trong tình huống vừa rồi đã rất chần chừ trong tình huống phòng ngự. Có vẻ như Napadet tưởng rằng tình huống này thì Dương Văn Tiên sẽ đánh bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên điểm rơi của bóng là ở trong sân. Chúng ta có thể thấy cảm xúc của các cầu thủ Việt Nam ở mỗi điểm số mà họ ghi được. 15 đều. Điểm số ở set đấu thứ tư đã được sang hòa. Huấn luyện viên Mông Trai của Thái Lan một lần nữa phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Lợi thế dẫn trước 4 điểm của các cầu thủ Thái Lan đã bị đánh mất khi để các cầu thủ Việt Nam sang hòa điểm số 15-15. Đây là những thời điểm rất bản lề ở set đấu thứ tư. Một set đấu mà nếu để thất bại thì đội tuyển Thái Lan không còn cơ hội để góp mặt trong trận chung kết. Trong khi đó với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đang có lợi thế về mặt tỷ số. Chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 ở 3 set đấu trước đó rồi. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là pha ghi điểm của Từ Thanh Thuận. Bóng bật tay trắng của các cầu thủ Thái Lan và bay ra ngoài. Bây giờ thì huấn luyện viên Mông Trai đã thực hiện một sự thay đổi ở vị trí chuyền 2 bên phía đội tuyển Thái Lan. Chuyền 2 Adibong đã được đưa trở lại sân để thay cho chuyền 2 McQueen. Không được rồi.
đối với điểm cho các cầu thủ Thái Lan 16 đều. Vừa vào sân thì chuyền hai, Adibong đã thực hiện một pha chuyền bóng ra vị trí số 4 để cho mũi tấn công ở vị trí số 4 ghi điểm. 16 đều, rất kịch tính. Vẫn còn, nhưng cơ hội vẫn đang thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Rất hay, đó là pha đánh bóng của Văn Tiền. 17-16 cho Việt Nam. Các cầu thủ Thái Lan cũng đang khá căng thẳng và tâm lý. Không có cơ hội phòng ngự cho libero Duy Phúc. Vẫn là từ Thanh Thuận, đó là một pha đập bóng không quá mạnh. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan dường như khá chủ quan trong tình huống phòng thủ này. Trước tiên phải kể đến pha chắn bóng khá hời hợt của Anup Romchan. Một tình huống nhảy chắn không được mạnh mẽ cho lắm của tay trắng mang áo số 4 bên phía các cầu thủ Thái Lan. 18-17, Việt Nam tiếp tục là đội bóng dẫn điểm. Đổi về điểm cho Thái Lan. Người vừa có câu trả lời đó là số 10, chủ công Asanafan. Cù Văn Màng không thể làm gì hơn trong tình huống bóng chéo sân vừa rồi. 18 đều ở set đấu thứ tư. Rất hay, một pha chắn bóng rất hay của hai vận động viên bên phía Thái Lan, đó là Napadep và Anuchit. Hai tay trắng đã vô hiệu hóa được tình huống tấn công của Từ Thanh Thuận. Lúc này thì Thái Lan trở lại với lợi thế dẫn điểm 19-18. Bóng vẫn còn, cơ hội cho các cầu thủ áo trắng. Bóng trong sân, một tình huống bóng trong sân rất rõ ràng. 20-18, các cầu thủ Việt Nam đang để các cầu thủ Thái Lan lên điểm. Ngay lập tức, huấn luyện viên Lee Hoon In xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Điều đó là điều rất cần thiết ở thời điểm này. Chúng ta đang ở thời điểm cuối của set đấu thứ tư. Một set đấu mà nếu giành chiến thắng thì đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chính thức là đại diện thứ hai của trận chung kết ở nội dung bóng chuyền nam trong nhà. Trong khi đó, với đội tuyển Thái Lan thì set đấu này cũng là một set đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phải giành chiến thắng ở set đấu này thì họ mới có thể kéo đội tuyển Việt Nam vào chơi ở set đấu quyết định, set đấu thứ 5. Nếu thất bại thì họ sẽ là đội bóng thứ hai góp mặt ở trận đấu tranh huy chương đồng. Tiếp tục là Từ Thanh Thuận. Lần này thì Từ Thanh Thuận có điểm. 19-20. Đó là một pha đánh bóng xuyên trắng của Từ Thanh Thuận. Chuyền hai, Xuân Thanh sẽ là cầu thủ thực hiện cầu phát bóng này. Đây là Napadep. Cơ hội thiết lập một tình huống tấn công mới cho Việt Nam. Từ Thanh Thuận vẫn còn. Chắn bóng tốt, đó là tình huống.
Thuận và Phạm Thái Hưng. Tavares đưa ra một phương án tấn công cũng không là quá tệ. Tuy nhiên hàng trắng của đội tuyển Việt Nam đã rất tập trung để theo chắn tay đập này. 20 đều. Một pha phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Một pha phát bóng thiếu chuẩn xác của chuyền hai Xuân Thành. Thái Lan lại vươn lên dẫn trước với tỷ số là 21-20. Điểm cho Việt Nam. Các cầu thủ Thái Lan đã mắc lỗi kỹ thuật trong tình huống tranh chấp trên lưới. Một tình huống sang tay. Đó là một lỗi kỹ thuật trong bóng chuyền trong nhà. Người mắc lỗi đó là đội trưởng Kitsada. 21 đều. Ở trận bán kết thứ nhất, ở nội dung bóng chuyền nam trong nhà, thì đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia đã vượt qua Campuchia với tỷ số là 3-1. Và Indonesia sẽ là đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết nội dung bóng chuyền nam trong nhà. Indonesia hiện đang là đương kim vô địch ở SEA Games. Rồi thì đội tuyển Việt Nam vừa mất điểm từ một tình huống tấn công không qua lưới. Thái Lan vẫn đang dẫn điểm 22-21. Một tình huống phát bóng lỗi, đó là tình huống phát bóng của Adsanapan. Ở những thời điểm quan trọng như thế này, nhưng các vận động viên của cả hai đội đều liên tiếp thực hiện những pha phát bóng không thành công. 22 đều. Vẻ mặt rất trầm ngâm của Adsanapan. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Phạm Thái Hưng. Tỷ số điểm lúc này ở set đấu thứ tư là 22 đều. Điểm cho Thái Lan. Kể từ khi chuyền hai đi Adibong vào sân, có thể thấy là những đường chuyền của các cầu thủ Thái Lan đang trở nên mạch lạc hơn. 23-22. Đội tuyển Thái Lan thực hiện quyền thay đổi người. Số 18 Kittithat vào sân. Người rời sân là Napadet. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công. Lúc này thì chuyền hai Martwin của Thái Lan cũng đã vào sân. Đây là Từ Thanh Thuận. Một pha chắn bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Việt Nam. 23 đều. Hai vận động viên của Thái Lan đã bám trắng Từ Thanh Thuận. Tiếp tục là những sự thay đổi người. Bây giờ thì chuyền hai đội trưởng Giang Văn Đức của đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân. Giang Văn Đức trở lại ở thời điểm vô cùng quan trọng này. Có thể thấy là huấn luyện viên Lee Huynh In ít nhiều cũng đã có được những sự điều chỉnh hợp lý trong trận đấu ngày hôm nay với những con người mà ông lựa chọn ở trên sân. Trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Trọng tài xác định điểm cho Thái Lan. Có vẻ như là ở góc quan sát của trọng tài chính, ông đã nhìn thấy bóng đã chạm trắng của đội tuyển Việt Nam bay ra ngoài. Thái Lan đã có điểm số 24 và họ chỉ cần một điểm nữa để kết thúc set đấu này. Và như vậy đội tuyển Thái Lan đã có điểm số 25 sau tình huống đánh bóng ra ngoài của Từ Thanh Thuận. Và kết thúc set đấu thứ tư thì đội tuyển
bóng chuyền nam Thái Lan vượt qua đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với một set đấu có thể nói là nghẹt thở ở từng điểm số. Tỷ số ở set đấu thứ tư là 25-23 và hai đội sẽ bước vào set đấu thứ năm quyết định. Lúc này thì hai đội trải qua 4 set đấu, hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 2 đều. Tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together strong as all is that share. Together we will fight until the end. Tomorrow. Ánh mắt nụ cười tươi, rằng ơi tình bạn muôn nơi. Oh. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những hình ảnh được trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị cùng nhau theo dõi set đấu thứ 5, trận đấu bán kết 2 ở môn bóng chuyền nam trong nhà, trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Trải qua 4 set đấu thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số 2-2. Đội tuyển Thái Lan là những người đã giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất và set đấu thứ tư. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam là những người đã giành chiến thắng ở set đấu thứ hai và set đấu thứ ba. Bây giờ thì hai đội sẽ phải phân định thắng thua ở set đấu thứ năm. Set đấu sẽ xác định đại diện thứ hai góp mặt ở trận chung kết môn bóng chuyền nam trong nhà. Quảng Trọng Nghĩa sẽ là người thực hiện quả phát bóng đầu tiên ở set đấu thứ 5 này. Điểm đầu tiên thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Người vừa ghi điểm đó là Napadet. Ở set đấu thứ 5 thì hai đội sẽ thi đấu đến điểm số 15. Nỗ lực của Quảng Trọng Nghĩa. Sau đó thì pha tấn công của Từ Thanh Thuận không vượt qua được hàng chắn đôi của Thái Lan. Chúng ta đã mất 2 điểm trước đối thủ Thái Lan. Một pha chắn bóng ra ngoài. Điểm đầu tiên thuộc về đội tuyển Việt Nam ở set đấu thứ 5, set đấu quyết định. Người vừa có tình huống đập bóng rất mạnh và bóng đi ra ngoài. Đó là Dương Văn Tiên. Huấn luyện viên Lee Hoon In vẫn giữ nguyên đội hình ở thời điểm cuối của set đấu
thứ tư để thi đấu trong xét đấu thứ năm này. Cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam vẫn là Dương Văn Tiền, khi mà hàng trắng của Thái Lan mãi miết canh chừng sự nguy hiểm của Từ Thanh Thuận, của Quảng Trọng Nghĩa, thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó một Dương Văn Tiền. Hai đều rồi, để cho đối thủ có được hai điểm đầu tiên ở xét đấu thứ năm. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đã lấy lại được hai điểm từ vị trí tấn công của Dương Văn Tiên. Đổi về điểm cho Thái Lan, đó là một pha phối hợp đánh lao nhanh ở vị trí số 3 của đội trưởng Kitsada. Cù Văn Hoàng là người theo trắng Kitsada, tuy nhiên không thể nhanh bằng tốc độ của phụ công mang áo số 25 bên phía Thái Lan. Lúc này tỷ số là 3-2, lợi thế điểm số đang thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Tiếp tục là Dương Văn Tiên, ba đều, ba điểm số đầu tiên ở xét đấu thứ năm của đội tuyển Việt Nam đều do cầu thủ số 18 ghi được. Những diễn biến đầu tiên của xét đấu thứ năm cũng đang diễn ra rất gay cấn ở từng điểm số một. Chắn bóng ra ngoài, đó là tình huống đánh bóng bạc tay trắng của Việt Nam ra ngoài, được thực hiện bởi số 9 Napadet. Bóng đã chạm tay trắng của Dương Văn Tiên và Từ Thanh Thuận. Vẫn là Dương Văn Tiên, bốn điểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đều do một mình Dương Văn Tiên ghi điểm. Có thể thấy là truyền hai Giang Văn Đức đã chuyển cây ghi điểm chủ lực cho đội tuyển Việt Nam sang Dương Văn Tiên, trước đó là Quảng Trọng Nghĩa. Tiếp tục là một pha chắn đôi không thành công, pha chắn đôi của Giang Văn Đức và Cù Văn Hoàng, bóng đã đi ra ngoài. Người vừa thực hiện pha đập bóng rất mạnh bên phía Thái Lan là Anup Romchan. 5-4, các cầu thủ Thái Lan vẫn đang gác các cầu thủ Việt Nam một điểm. Đây là Từ Thanh Thuận, một pha tấn công từ sâu vạch 3m của Từ Thanh Thuận không cho Kitsada ở hàng sau một cơ hội phòng thủ nào. 5-5, rất hồi hộp. Một pha phát bóng đi ra ngoài của Cù Văn Hoàng. Ở những thời khắc quan trọng và đặc biệt là những điểm số ở xét đấu thứ năm thì chúng ta nên hạn chế những tình huống phát bóng hỏng. Sẽ rất đáng tiếc khi chúng ta để thua điểm ở những tình huống phát bóng hỏng như thế này. Thái Lan lại vươn lên dẫn điểm 6-5. Ở xét đấu thứ năm thì cả hai đội chỉ thi đấu đến điểm số thứ 15 mà thôi. Đó là một tình huống tấn công của Quảng Trọng Nghĩa. Libero bên phía Thái Lan là Jacka Chong đã có thể chạm được bóng, tuy nhiên lực bóng là rất nhanh và rất mạnh. 6-6. Bây giờ cơ hội thuộc về các cầu thủ Việt Nam, chúng ta nên tận dụng cơ hội này. Không được rồi, rất đáng tiếc.
một cơ hội rõ ràng đã mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Nhưng các cầu thủ của chúng ta đã xử lý không thật sự tốt. Đó là tình huống truyền hài không được tốt của Phạm Thái Hưng. Lỗi thuộc về Phạm Thái Hưng trong tình huống vừa rồi. Phạm Thái Hưng cần một đường truyền nhẹ hơn để đưa Quảng Trọng Nghĩa vào tình huống thuận lợi hơn. Bây giờ thì huấn luyện viên Lee Honin đã thay đổi vị trí truyền hài. Giang Văn Đức bị thay ra và người vào sân đó là truyền hài Xuân Thanh. Thái Lan lại vươn lên dẫn điểm 7-6. Cơ hội cho các cầu thủ áo trắng. Vẫn còn nỗ lực phòng thủ của Libero bên phía Thái Lan. Tuy nhiên sau đó thì hàng tấn công của các cầu thủ Thái Lan đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không thể vượt qua tay trắng của Quảng Trọng Nghĩa. Quảng Trọng Nghĩa có một pha chắn về rất hay. 7-7. Quảng Trọng Nghĩa đang ra ký hiệu cho các đồng đội là cần chơi chậm lại. Chúng ta đang bị cuốn vào lối chơi nhanh của các cầu thủ Thái Lan. Xét đấu thứ 5 vẫn đang giằng co từng điểm số 1 và chưa có đội bóng nào có thể bứt lên. Rất hay, một pha phòng thủ cao tay của Duy Phúc. Vẫn còn, hai đội đều chơi rất tập trung. Không có cơ hội phòng thủ cho Quảng Trọng Nghĩa ở hàng sau. Một pha đánh bóng xuyên trắng của Napadet. Chúng ta cùng theo dõi một tình huống đánh bóng xuyên trắng và Quảng Trọng Nghĩa không có cơ hội để phòng thủ. 8-7, Thái Lan lại dẫn trước Việt Nam với khoảng cách 1 điểm. Một nửa chặng đường của xét đấu thứ 5 đã trôi qua. Người sẽ phát bóng đó là Anuchit. Chắn bóng ra ngoài. Đó là một pha phối hợp đánh bóng chiến thuật giữa lưới của các cầu thủ Việt Nam. Người vừa chắn bóng của Dương Văn Tiên đó là đội trưởng Kitsada. Kitsada đã bắt bài được Dương Văn Tiên trong tình huống này. Anh đã chọn nhịp bật nhảy lên để bám chắn vừa hợp lý với cú đánh của Văn Tiên. Tuy nhiên tình huống chắn bóng của Kitsada, bóng đã đi ra ngoài. Lần này thì Kitsada không cho các vận động viên của Việt Nam cơ hội. Một tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3. Một pha phối hợp rất nhanh giữa Kitsada và truyền hai bên phía Thái Lan. 9-8. Người sẽ phát bóng đó là Asanafan. Chúng ta đã mất một điểm rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Không có ai yểm hộ tình huống đánh bóng của Dương Văn Tiền. Chúng ta đã bị bắt bài trong tình huống phối hợp chiến thuật này. Lúc này thì Thái Lan đã vươn lên dẫn với tỷ số là 18, một khoảng cách 2 điểm. Và huấn luyện viên Leonin ngay lập tức phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Hiệp đấu thứ 5, xét đấu thứ 5 chỉ diễn ra đến điểm số thứ 15. Và đội chiến thắng sẽ tạo ra khoảng cách gác 2 điểm trước đội còn lại. Và lúc này thì Thái Lan đang gác chúng ta 2 điểm. Thái Lan 10 và Việt Nam là 8. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng ở cầu phát bóng của Asanafan. Đây là Từ Thanh Thuận. Từ Thanh Thuận đổi về điểm cho các cầu thủ Việt Nam. 9-10.
Một pha chuyền bóng sau đầu của Xuân Thanh cho Từ Thanh Thuận. Các cầu thủ Việt Nam cần sang bằng tỷ số ở set đấu này. Đây là những thời điểm cuối cùng của set đấu thứ 5 rồi. Và Muidel, chúng ta đã tận dụng thành công. Xuất phát từ tình huống nhảy phát bóng tấn công của Từ Thanh Thuận. Và sau đó là một pha chuyền một không tốt của các cầu thủ Thái Lan đã tạo cơ hội cho Cù Văn Hoàng và Dương Văn Tiên ở hàng trên có thể ghi điểm 10 đều. Rất cảm xúc, tới thời điểm này thì hai đội vẫn đang rất so kè về điểm số ở set đấu thứ 5. Cơ hội vẫn là 50-50 để hai đội có thể giành tấm vé vào trận chung kết ở SEA Games 31. Lúc này thì huấn luyện viên Mông Trai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý ngay sau khi để các cầu thủ Việt Nam sang hòa tỷ số 10 đều ở set đấu thứ 5. Sau khi ghi được 2 điểm liên tiếp ở lần hội ý trước thì lúc này tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện hơn. Vẫn là cầu phát bóng của Từ Thanh Thuận. Những cầu phát bóng của Từ Thanh Thuận, của Dương Văn Tiên hay của Quảng Trọng Nghĩa sẽ tạo nên cho chúng ta một tí hy vọng. Đổi về điểm cho các cầu thủ Thái Lan, vẫn là những tình huống tấn công ở vị trí số 4. Vị trí số 4 được xem là vị trí ghi điểm quen thuộc của các cầu thủ Thái Lan. Ở đó có sự góp mặt của số 9, Nabadet. Bây giờ thì Nabadet được thay ra. Người vào sân thay cho Nabadet đó là Kittithat. Kittithat sẽ thực hiện tình huống phát bóng cho đội tuyển Thái Lan. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam đây rồi, Dương Văn Tiên. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 11 đều. Rất hồi hộp, rất gay cấn và cảm xúc. Đó là những gì mà những ai đang xem trận đấu này có thể cảm nhận. Một pha xử lý lách trắng của Dương Văn Tiên. 11 đều ở set đấu thứ 5. Một set đấu mà chúng ta chỉ thi đấu đến điểm số thứ 15. Phát bóng ra ngoài, một pha phát bóng rất mạnh của Dương Văn Tiền. Rất đáng tiếc. Dương Văn Tiền đã vào đà khá sâu trong tình huống phát bóng của mình. Chính vì vậy, trong tình huống tiếp xúc bóng và thực hiện tình huống phát bóng thì bóng đã đi ra ngoài quá mạnh. Từ Thanh Thuận. Trọng tài xác định điểm cho Việt Nam, đó là một tình huống chắn bóng ra ngoài của các cầu thủ Thái Lan. Một pha chuyền sau đầu của Xuân Thành dành cho Từ Thanh Thuận. 12 đều. Rất căng thẳng. Sẽ là một trận đấu vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời sự nghiệp của các cầu thủ Việt Nam. Khi đối đầu với Thái Lan, chúng ta đang kéo trận đấu và đối thủ vào chơi ở set đấu thứ 5. Một trận đấu rất hay. Bóng đi ra ngoài. Việt Nam có điểm số thứ 13. Đó là một pha đánh hỏng của cầu thủ mang áo số 4 Anup Ramchan bên phía Thái Lan. Chúng ta cùng theo dõi lại, vẫn là vị trí tấn công ở vị trí số 4. Tuy nhiên lần này thì Anup Ramchan đã đánh bóng quá mạnh. Bóng đã đi ra ngoài. Rất dễ hiểu khi các cầu thủ Việt Nam ăn mừng như thế họ đã giành chiến thắng ở set đấu này. Một điểm ở thời điểm này quý hơn vàng đối với các cầu thủ Việt Nam. Và chúng ta đang tạm dẫn trước các cầu thủ Thái Lan với tỷ số là 13-12. Sau tình huống đánh bóng hỏng của học trò thì huấn luyện viên Mông Trai của Thái Lan tiếp tục xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đây là lần hội ý có ý nghĩa giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam.
chúng ta đang có ưu thế về điểm số, ưu thế về sân nhà và cả khán giả nhà. Tiếp tục là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàng. Thái Lan có sự thay đổi vận động viên. Số 7 Amontep vào sân. Số 10 Asanafan rời sân. Cơ hội cho chúng ta lên điểm số 14 đây rồi, từ Thanh Thuận. Bóng vẫn còn. Và lần này thì Anup Ramchan đã không mắc sai lầm như ở tình huống tấn công trước, 13 đều. Lần này thì cú đạp của Anup Ramchan có điểm rơi chuẩn xác trong sân. Đội tuyển Thái Lan thực hiện một quyền thay đổi ở vị trí chuyền hai ngay ở những thời điểm cuối cùng của set đấu thứ 5 và của cả trận đấu này. Một sự thay đổi ở vị trí chuyền hai được xem là rất quan trọng. Đây là chuyền hai vừa được thay vào Adipong. Adipong sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Những thời điểm cuối cùng của trận bán kết 2 ở môn bóng chuyền trong nhà giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cơ hội chiến thắng vẫn đang là 50-50. Điểm thứ 14 cho Việt Nam, đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Xuân Thanh và Phạm Thái Hưng. Một pha tận dụng chiến thuật đánh nhanh trên lưới ở vị trí số 3. Việt Nam đang có điểm số 14, còn Thái Lan là 13. Một điểm nữa thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Qua đó giành tấm vé thứ hai vào thi đấu trận chung kết môn bóng chuyền nam. Hy vọng là đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tận dụng thành công cơ hội mà chúng ta đang có trong tay. Rất hồi hộp. Chúng ta đã trải qua một kỳ SEA Games 30 rất không thành công ở môn bóng chuyền nam. Và lúc này thì dưới bàn tay huấn luyện của huấn luyện viên Leonin thì đội tuyển bóng chuyền nam đang chơi với một tinh thần và một hình ảnh rất khác biệt. Đây là Từ Thanh Thuận. Vẫn còn. Tiếp tục là Từ Thanh Thuận. Và chúng ta đã có điểm số thứ 15. Từ Thanh Thuận là người đã mang về điểm số quyết định giúp cho đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết 2 của môn bóng chuyền nam trong nhà, và qua đó giành tấm vé thứ hai vào chơi trận chung kết môn bóng chuyền nam. Chúng ta đã vượt qua Thái Lan sau 5 set đấu rất cảm xúc. Chúng ta cùng xem lại điểm số này. Người đã phòng thủ không thành công trong tình huống vừa rồi bên phía Thái Lan là Napadet. Một trận đấu rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩa và sẽ rất đáng nhớ đối với các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và những khán giả theo dõi trận đấu này. Chúng ta sẽ gặp lại Indonesia ở trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 5. Trận chung kết môn bóng chuyền nam giữa hai đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Indonesia hiện đang là nhà đương kim vô địch, còn đội tuyển Việt Nam là đội chủ nhà của SEA Games năm nay. Sẽ là một trận chung kết rất đáng chờ đợi. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh ăn mừng của các cổ động viên trên khán đài của nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Trải qua 5 set đấu thì đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan với tỷ số là 3-2. Tỷ số các set của trận đấu này lần lượt là 17-25, 25-23, 25-17, 23-25 và 15-13. Một trận đấu rất hay và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết của môn bóng chuyền nam và cả môn bóng chuyền nữ trên các kênh sóng của VTV Cup.